Mộ đá granite Ấn Độ ấy, thì bây giờ đang được các bác khách hàng quan tâm và lựa chọn rất là nhiều. Trước đây ấy, khi mà mình chưa tìm ra được cái dòng đá granite Ấn Độ này ấy, thì thật sự là mình cũng rất là băn khoăn. Tại vì trong cái tâm niệm của mình luôn luôn muốn rằng là mình sẽ tìm ra những cái vật liệu nó tốt hơn để đáp ứng được cái tiêu chí của thị trường. Tại vì khi mà mình đi làm lăng mộ đến thời điểm này là cũng hơn chục năm rồi, thì mình thấy một điều như thế này: các bác khách hàng ấy, đôi khi là các bác đầu tư một ngôi mộ để làm cho người thân ấy, cho dòng họ chẳng hạn, thì các bác ấy không quá là nặng nề về cái yếu tố tài chính, tức là một ngôi mộ là 30-40 triệu, 50 triệu, thậm chí 100 triệu, 200 triệu các bác ấy đầu tư được hết. Nhưng mà vấn đề là nó phải xứng đáng, nó phải hợp lý và nó phải thật sự là xứng đáng với cái số tiền bỏ ra. Chứ còn có những bác, các bác bảo chứ anh khi mà anh làm cái ngôi mộ cho bố anh ấy, thì anh cũng hỏi bảo anh về anh tìm cái chỗ mà người ta bán những cái ngôi mộ đá sẵn ấy, anh hỏi là bán cho anh cái ngôi mộ đá tốt nhất. Thế thì người ta giới thiệu cho anh cái ngôi mộ đá nó tốt rồi, nhưng mà khi mà đem đến công trình lắp xong được khoảng tầm 2-3 năm thì cái ngôi mộ nó bị nứt. Thật ra thì lúc đấy anh đến anh đặt mua là anh đã nói là bán cho tôi cái ngôi tốt nhất rồi, chứ còn anh với anh không phải là cái vấn đề quan trọng về kinh tế ấy. Thì anh cũng tin tưởng người bán hàng và nghe người ta tư vấn, thì người ta bảo cái này là tốt lắm rồi, anh cứ yên tâm. Nhưng mà đến lúc là nó xảy ra cái hiện tượng là nứt vỡ thì thực sự là lúc đấy anh rất là buồn. Anh rất là buồn, bây giờ là cái ngôi mộ của ông đang yên ổn mà tự nhiên lại tháo ra thay một cái ngôi mộ mới thì nó cũng rất là phức tạp. Mà để vậy thì bản thân mình cứ cảm thấy là nó bị áy náy, mình cảm thấy là nó không yên lòng ấy. Thì cái việc đấy là đôi khi thực sự là mình cũng rất là bức xúc. Thế nên là trước khi mà làm mộ cho người thân ấy, thì anh cũng chia sẻ, anh bảo là mọi người nên về trực tiếp cái đơn vị sản xuất và vào xem cái nhà máy sản xuất của người ta, xem những cái sản phẩm mà người ta làm lên rồi ấy thì chất lượng thực tế nó như thế nào ấy, sau đó là mình quyết định. Chứ còn đôi khi mình đến một cái chỗ mà người ta làm, người ta bày, người ta bán sẵn thì thật ra là người ta chỉ nhập cái hàng như vậy thôi, đối với người ta như vậy là tốt rồi, nhưng mà thực sự là đối với mình nó chưa phải là những cái sản phẩm nó đáp ứng được những cái tiêu chí mà mình mong muốn đấy. Thế nên là cái việc mà làm mộ cho người thân này nó là một cái việc rất là quan trọng. Như quý vị và các bạn nhìn thấy không ạ, ở dưới cái khu trưng bày của nhà mình ở dưới này hiện tại là ở thời điểm này là đang kín bãi rồi, tức là kín kho, toàn là đá granite, và cái số lượng các sản phẩm đá granite Ấn Độ là được các bác ấy đặt rất là nhiều. Thậm chí có những bác, các bác đặt mình những ngôi mộ này mấy năm rồi và các bác vẫn đang sống. Tức là khi mà các bác làm mộ cho bác gái thì các bác bảo là thôi Quân làm luôn 2 ngôi đi, cái ngôi của bác thì cứ để ở đấy, sau này khi nào bác về già thì các anh các chị điện thì cháu mang lên cháu lắp cho bác đấy. Các bác cẩn thận đến mức như vậy. Và đối với lại những cái sản phẩm nhá mà các bác ấy đặt trước để sẵn như vậy, thậm chí để cả 10 năm, 15, 20 năm thì các bác phải biết rằng là cái đá nó phải tốt như thế nào thì em mới dám nhận. Chứ còn bây giờ nhá, nếu mà cái đá nó không đảm bảo nhá, cái đá nó không chất lượng, em đố ông nào dám nhận trước cái sản phẩm mà để làm trước mà để hàng chục năm như vậy ấy. Có khi mà vài năm các bác ấy quay lại nó đã nứt rồi thì lúc đấy thì còn nói chuyện gì. Thế nên là thật sự là khi mà bọn em làm những cái ngôi mộ đá bằng cái chất liệu đá granite tự nhiên, đá granite Ấn Độ này thì em cảm thấy tự tin lắm. Các bác thấy không, những cái mẫu mộ nó cứ đơn giản như thế này thôi nhưng mà nó đẹp lâu, nó bền lắm. Đấy, những ngôi mộ bọn em để cả mấy năm rồi nó chả vấn đề gì cả, cứ lau một cái là lại như mới, lau một cái là lại như mới, nó hay lắm. Đấy nhá, nếu như bác nào muốn là mà tìm hiểu về cái việc làm mộ cho người thân thì các bác cứ gọi điện cho em theo cái số điện thoại trên màn hình này, hoặc là các bác về trực tiếp dưới này đi, mời các bác vào trong nhà máy của bên em để các bác tham quan xem là những sản phẩm lăng mộ đá chất lượng cao được tạo ra như thế nào. Các bác xem video thì nhớ ấn hộ em cái nút đăng ký kênh nhé, để các bác sẽ xem được những cái video tiếp theo mà bọn em ra. Vì bọn em là ngày nào cũng có những cái video mới ra thì các bác cứ xem đi thì các bác sẽ thêm được những cái nhìn nhận, những cái hiểu biết về những cái sản phẩm lăng mộ đá tự nhiên là như thế nào. Xin được cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin chào.